Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Sun Studio. Với việc là ngày càng thay đổi và cải tiến, thì những chiếc smartphone của nhà Samsung đã gặt hái được không ít ấn tượng tới từ người dùng công nghệ ở trên toàn thế giới. Và cũng chính vì những lý do đó mà đã khiến cho các flagship cũ của thương hiệu này thì vẫn luôn bán rất chạy ở trên thị trường. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau đi tổng hợp lại top 5 smartphone của nhà Samsung đang bán chạy nhất ở thời điểm hiện tại. Và chúng ta cùng bắt đầu ngay nhé! Đầu tiên trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay, mình xin giới thiệu với các bạn sản phẩm mang tên Galaxy S10 5G. Nâng cấp được đánh giá lớn nhất cũng như là sự khác biệt nhất của Galaxy S10 5G so với Galaxy S10 Plus đó là việc bổ sung thêm công nghệ 5G cũng như là một cảm biến TOF để hỗ trợ cho các ứng dụng và các tác vụ AR và VR. Và chưa dừng lại ở đó, thì với viên pin có dung lượng lớn lên tới đó là 4.500 mAh thì S10 5G sẽ đem tới thời gian sử dụng lâu dài hơn so với chiếc điện thoại Galaxy S10 Plus. Chính vì những yếu tố này đã khiến cho người dùng hướng đến chiếc máy này nhiều hơn so với thế hệ Galaxy S20 Series vì đơn giản là máy vẫn sẽ đáp ứng được rất tốt những nhu cầu của chúng ta, trong khi thì mức giá thành của em nó lại phải chăng hơn rất nhiều. Và đồng thời thì với việc được trang bị công nghệ 5G tiên tiến thì người dùng chúng ta cũng sẽ có được những trải nghiệm công nghệ mạng tiên tiến nhất thời điểm hiện tại trên thị trường Việt Nam và sẽ phát hành công nghệ này vào khoảng cuối năm 2020. Chiếc điện thoại thứ hai trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là sản phẩm mang tên Samsung Galaxy S10 Plus. Điểm nhấn trên chiếc máy này đó chắc chắn sẽ là về thiết kế khi mà S10 Plus được bo cong đều ở cả bốn cạnh đem đến cảm giác cầm nắm vô cùng là thoải mái và vẫn giữ được cho máy vẻ sang trọng nhất định. Và ngoài ra thì S10 Plus còn được trang bị một mức cấu hình khá khủng trong tầm giá này với con chip được sử dụng đó là Snapdragon 855 hoặc là Exynos 9820 cùng với đó là 8GB RAM hứa hẹn sẽ đem tới cho người dùng chúng ta có được những trải nghiệm chuyển cảnh cũng như là tốc độ phản hồi nhanh chóng và mượt mà nhất. Và chưa kể đến việc là máy sẽ sở hữu viên pin có dung lượng là 4.100 mAh thì S10 Plus hoàn toàn có thể đáp ứng được cho chúng ta thời lượng sử dụng là 3/4 ngày nếu như chúng ta sử dụng nhiều và 1 ngày nếu như chúng ta sử dụng ít. Và chiếc máy thứ ba của chúng ta sẽ là sản phẩm mang tên Galaxy Note 9. Điểm nhấn trên chiếc điện thoại này đó chính là về phần màn hình, khi mà máy sẽ có kích thước màn hình lên tới là 6,4 inch, nhỉnh hơn một chút so với con số 6,3 inch ở trên Galaxy Note 8. Ngoài kích cỡ, thì các chi tiết còn lại của màn hình đều giống như đời trước như là tấm nền Super AMOLED với độ phân giải là 2K+, tỷ lệ màn hình 18:5:9 cùng với chỉ số mật độ điểm ảnh đạt đó là 514 PPI, hỗ trợ HDR10 và người dùng thì có thể tùy chọn độ phân giải hiển thị. Chất lượng hiển thị trên chiếc điện thoại này thì sẽ tương tự so với những gì mà chúng ta thường thấy trên các sản phẩm cao cấp của nhà Samsung. Màn hình sáng, trong trẻo, màu sắc thì rực rỡ, chi tiết, góc nhìn rộng, độ đen rất sâu và có thể nhìn tốt khi mà chúng ta dùng ngoài trời nắng. Và ngoài ra thì với sức mạnh của con chip Exynos 9810 cùng với 6GB RAM thì chiếc điện thoại này vẫn có thể sử dụng hoàn toàn thoải mái trong khoảng thời gian rất dài. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một flagship cũ của dòng Note, đó là chiếc điện thoại mang tên Samsung Galaxy Note 8. Điều mang trong mình sức mạnh của bộ vi xử lý mạnh mẽ nhất năm 2017, đó là Exynos 8895 và Qualcomm Snapdragon 835 tùy thuộc vào thị trường, thì Note 8 của chúng ta đang được đánh giá rất cao vì là smartphone có mức hiệu năng trên giá thành vô cùng tốt trong tầm giá. Và ngoài ra, với một màn hình đem đến khả năng hiển thị tốt, rực rỡ với tỷ lệ 18:5:9 thì máy sẽ đáp ứng được rất tốt nhu cầu giải trí hàng ngày cũng như là chơi game của chúng ta. Và chưa dừng lại ở đó, thì với cây bút S Pen tiện dụng thì chiếc máy này sẽ là một công cụ hỗ trợ rất tốt cho công việc vẽ vời ghi chú của chúng ta. Và sản phẩm cuối cùng trong danh sách của chúng ta ngày hôm nay sẽ là sản phẩm mang tên Samsung Galaxy S9 Plus. Là một phiên bản được cải thiện và khắc phục những ý kiến trái chiều của người dùng về trải nghiệm trên chiếc điện thoại S8 Plus, thì S9 Plus đúng nghĩa là một thiết bị hoàn hảo ở thời điểm mà chiếc máy này ra mắt, với cụm cảm biến vân tay được đặt thấp hơn, giúp cho người dùng chúng ta có thể dễ dàng chạm tới mà không hề chạm nhầm phần camera ở phía trên như là phiên bản tiền nhiệm. Và ngoài ra, với một mức hiệu năng tính đến thời điểm hiện tại cũng được đánh giá là khá khủng với con chip Exynos 9810 hoặc Snapdragon 845 đi cùng với đó là 6GB RAM thì chiếc máy này vẫn sẽ đáp ứng được rất tốt các nhu cầu từ nhẹ cho tới nặng của chúng ta. Bởi chính những thay đổi nhỏ nhất trên chiếc điện thoại S9 Plus đã khiến rất nhiều người dùng đặt niềm tin vào những thiết bị của nhà Samsung. Vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau đi tổng hợp lại top những chiếc flagship cũ rất đáng mua của nhà Samsung. Còn các bạn thấy như thế nào hay các bạn có ý kiến nào khác không? Thì hãy nhanh tay chia sẻ ý kiến của mình ở phía dưới phần bình luận nhé. Và đừng quên hãy like, share và subscribe để ủng hộ cho kênh YouTube của chúng mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.